Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 9 tháng 2 thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác 10 chiếc âm ly hàng bãi. Và hôm nay thì lại có sự xuất hiện của những dòng âm ly Jaguar 203 hàng bãi của Hàn Quốc. Và dòng này thì không có hàng nhái nên các bác an tâm mà sử dụng. Cũng như dòng này thì nó đều dòng này là dòng chạy xò sắt cho nên tiếng dòng này rất là hay, điện 220V, các bác không cần phải lo về đổi nguồn. Ngoài ra thì Xuân Đình có 8 chiếc âm ly hàng bãi Nhật, toàn là những dòng hàng bình dân nhưng chất lượng thì vẫn đảm bảo với các bác là hay hơn tầm tiền rất là nhiều. Thế là Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho các bác 10 chiếc âm ly trong video ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu cũng như muốn mua sản phẩm của Xuân Đình thì các bác chú ý kỹ, Xuân Đình có tả chi tiết và báo giá trực tiếp trong video. Và mọi thông tin chi tiết các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của Xuân Đình trên bài là 0395 727 582, cũng như địa chỉ để mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết cho các bác từ bên trái sang bên phải. Âm ly thì nó dao động từ 2 triệu rưỡi cho đến 4 triệu. Đấy là cái cao nhất rồi. Mà giá thì đều là những hàng phân khúc bình dân, phối ghép tốt những dòng nó Nhật Bát 2530. Thì tùy theo cái gu của các bác để các bác lựa chọn cho mình một chiếc âm ly phù hợp với những cặp loa ở nhà mình. Đầu tiên thì sẽ quay cho các bác một chiếc âm ly đài của hãng Pioneer. Dòng này thì nó dòng gọi là bé hạt tiêu. Dòng này là dòng Pioneer SX2020, size bề ngang của nó chỉ có 38. Đấy, phù hợp cho các bác nào bày ở phòng khách hoặc là phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhỏ gọn, vừa nghe được đài vừa làm một chiếc âm ly. Tình trạng một chiếc âm ly này thì đẹp xuất sắc. Dòng này thì sử dụng hai nguồn, đấy, 4 sò cánh xanh đen 2 vít, đài đó thì vẫn bắt tốt. Đây, đường dài nhất thế giới. Xuân Đình chỉ lướt qua thôi. Đây là bắt đài mà chưa cần phải nắp anten, mà nếu như bác nắp thêm anten vào thì đài nó sẽ bắt nét cao. Dòng này thì nó là hàng nội địa của Nhật, FM của nó tần số là 90, nhưng các bác có thể kéo lên đến 91. Và cái phần mặt tiền của chiếc âm ly thì nó quá xuất sắc rồi. Sử dụng hai nguồn riêng biệt cho hai kênh, 4 sò cánh xanh đen 2 vít. Công suất của dòng này là 110W, suất trở kháng là từ 4 ohm. Chiếc âm ly này thì đây là một chiếc âm ly đài của hãng Pioneer. Hình thức thì rất là đẹp, phù hợp các bác đánh với những dòng loa boxeo, những dòng loa cổ. Tiếng dòng này rất là tốt, có chỉnh đầy đủ các tính năng bass check, volume. Đấy, đây là các đường vàng khi các bác sử dụng nó đều có phím để chọn. Hình thức còn rất là đẹp luôn. Chiếc âm ly này thì cửa hàng Xuân Đình đang bán cho các bác mức giá là 3.500.000 đồng. Âm ly đài của hãng Pioneer SX2020, dòng này gọi là bé hạt tiêu. Còn ở phía bên dưới thì đây là một chiếc âm ly đài cổ của hãng Harman Kardon. Dòng này thì hình thức rất là đẹp. Mới đây của nó là Harman Kardon 330C. Đấy, dòng này có đánh hai cầu loa AB, có chỉnh bass check, ba lăng, volume. Đây là các đường vào, hệ thống đài đóm này, nhìn nó rất là đẹp, sang trọng. Mặt kính nhựa này nó hơi bị sức nhẹ một chút xíu thôi. Dòng này thì nó chạy 4 giờ than, suất âm tụ. Công suất của dòng này maximum đạt đến 180W. Đấy, các bác ghép về những dòng loa cổ, những dòng loa tầm giải, đánh về những dòng âm ly Harman Kardon rất là hay. Dòng này đánh được nhiều loa mi cổ, tiếng rất là tốt luôn. Chiếc âm ly này thì cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 4.2 triệu. Âm ly đài Harman Kardon 330C. Đấy, hình thức rất là đẹp, đèn đóm. Hàng này là hàng xuất cho thị trường của châu Âu cho nên là nó có FM full tần số 108 nhé. Các bác bắt được tất cả các đài luôn. Hình thức thì còn rất là đẹp, núm nút không có chảy xước, chỉ có mỗi cái phần mặt, cái mặt kính nhựa này nó hơi chảy một tí do vận chuyển thôi. Mức giá là 4.2 triệu. Âm ly đài Harman Kardon 330C. Ở dưới này thì đây cũng là một chiếc âm ly đài. Dòng này là dòng xuất riêng cho thị trường của Mỹ, sử dụng điện 120V. Nhìn thì nó cái hình thức thì nó không được đẹp, nhưng lại thì tiếng của dòng này thì lại khá là đẳng cấp. Đây là âm đi lại của hãng Pioneer, mới đây của nó là SX330R. Đây là các đường vào,
đánh hai cầu loa AB. Dòng này công suất chịu tải của nó khá lớn, đến gần 300W này. Có chỉnh bass chép này, có super bass này. FM của nó thì các bác chọn vào FM này để dọn đài. Ngoài cùng là volume. Tiếng này rất là hay. Chứ như này thì vì cái ngoại hình nó không được bắt mắt cũng như nhập được trong một cái lô hàng rẻ thì Xuân Đình sẽ bán mềm cho các bác. Pioneer SX3303R. Đấy. Mức giá của chiếc âm ly này chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Các bác đừng nghĩ giá tiền rẻ mà không hay nhá. Dòng này nếu như bác nào mà gần cửa hàng Xuân Đình thì các bác cứ đến trực tiếp nghe này, các bác sẽ biết. Trông thì nó rất đơn giản nhưng tiếng dòng này thì rất là lực. Hãy sử dụng 4 sọt than đánh cầu loa AB đây. Đây Xuân Đình vừa mới khui ra chưa kịp cắm điện nên là nó sẽ có đèn hiển thị. Bass check 35 có nó rất gọi là sub bass này. Volume. Mức giá 2 triệu rưỡi. Còn tiếp theo nữa ở phía bên dưới này thì đây là một chiếc âm ly của Mỹ. Kutin Mather. Đấy, Mather này. AU7300E. Trong này này cực hiếm luôn. Size của nó là size to. Chiếc Pioneer bên trên này là size 42. Đấy, còn chiếc âm ly đài Harman Kardon này thì là size 40. Còn cái dưới cùng này âm ly Mỹ này thì nó là size 45. Tầm này thì nó có phím bật tắt nguồn, khi có tín hiệu âm thanh thì sẽ có đèn tia. Mặt phay nhôm màu trắng rất là đẹp, các cái núm nút này nó còn đúc vát. Đấy. Nhìn rất hay luôn. Có chỉnh bát check này, có nâu lớt, sau này là các đường vào. Đường vào thì các bác nhìn thấy nó là đường fashion này, đường vào. Đấy. Khi có di chuyển thì nó sẽ các cổng cắm tín hiệu đây. To nhất là volume chiếc AB, bên trong này là 35. 35 là cân loa trái phải. Size của nó là size 45, mặt phay nhôm màu trắng. Dòng này thì cũng là dòng xuất âm, hình thức rất là đẹp. Chạy 4 sò vì mạch gần như là mới cứng. Model này khá là hiếm, phù hợp cho các bác chơi cũng như sưu tầm. Ghép tốt những dòng nó Nhật Bát 2530. Dòng này thì nó có công suất là 140W thì phải. Thì Xuân Đình sẽ quay ở phía đằng sau cho các bác xem luôn. À đây 120W này. Ông của Nhật xuất cho thị trường của Mỹ. Điện 120V, model của nó là 7300E. Đây là cầu loa, cắt đường vào. Đây phía đằng sau, đây chiếc âm ly Pioneer này. 320V A, công suất tương đương là gần 300W. Các bác bắt được đài thì các bác lắp thêm anten vào. Còn âm ly Harman Kardon, âm ly Pioneer, hình thức rất là đẹp. Chiếc âm ly Kutin Mather này thì Xuân Đình đang bán cho các bác mức giá là 3.200.000 đồng. Hôm nay bán là 3.200.000 thôi. Nhìn thì nó hình thức rất là buồn cười nhưng tiếng lại cực kỳ là tốt. Mức giá là 3.200.000. So với này thì đây là hai chiếc âm ly Jaguar 203A. Dòng này thì chạy 4 sò sắt. Nguồn rất là khủng, xuất cho thị trường nội địa, điện 110 và 220V. Hàng ngoài thì nó không có hàng nhái, về hình thức thì còn rất là đẹp. Hôm nay thì đây là lô hàng đầu xuân của những dòng 203. Thì hiện tại đang về được hai chiếc, tổng quan thì nó đẹp len ken. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Xuân Đình, vì dòng này cũng được rất là nhiều các bác ưa chuộng. Thứ nhất là không sợ cắm nhầm điện, điện 220, dòng này chạy sò sắt thì nó ghép được rất là nhiều loa. Vàng là vàng rời, tiếng rất là tốt, mức giá là 4 triệu đồng một chiếc. Đấy, các bác ở xa thì các bác cứ đặt cọc rồi Xuân Đình sẽ ship hàng cho các bác. Đã test tất cả các tính năng vàng nhại cũng như phần chỉnh về bát chép rất là tốt, điện 220V. Jaguar 203A, dòng này thì nếu bác đang chơi những dòng loa cây cột, những dòng loa Nhật bát 2530, kể cả là bát 40, những dòng này đánh rất là hay. Hoặc các bác ghép với những dòng Diatom, vừa nghe nhạc vừa karaoke gia đình rất là tuyệt vời. Về hệ thống vang nhại của dòng này, nếu như bác nào mà không biết chỉnh thì các bác cứ để chính giữa 12 giờ. Đấy. Chỉ mỗi cái phần echo này thì các bác chỉ cần nhích lên một chút xíu thôi, cái phần này thì tăng lên. Để các bác nghe thử về cái phần test nhạc echo rất là mượt. Hình thức đẹp len ken, mức giá là 4 triệu đồng một chiếc. Còn sang bên này thì là những dòng Yamaha Sony Diatom.
toàn là những model vừa túi tiền của các bác để phối ghép với những cặp loa Nhật. Diatone 4410 hai đèn bù, hình thức còn rất là đẹp. Hôm nay thì công suất của nó là đạt hôm nay dòng xuất âm tụ công suất 70W, nhưng dòng này thì lại ghép tốt những dòng loa bát 20 năm, hình thức rất là đẹp, giá chỉ có 2,5 triệu thôi. Chỉnh bát chép đầy đủ trên máy, mặt tiền đẹp leng keng, hơi cấn một tí cạnh ngoài. Thế như nói về những dòng âm ly đèn vô thì đây là một chiếc âm ly gọi là ngon bổ rẻ. Ngoài cái vết cấn ra thì âm ly còn xuất sắc, không có điểm chê. Diatone 410 mức giá là 2,5 triệu. Còn tiếp theo nữa ở phía bên dưới này thì đây là một chiếc âm ly Sony, nhưng dòng này thì nó lại khá là dị dạng. Đây là một chiếc âm ly Sony đời cao, nó sử dụng là nguồn xuyến, khi có tín hiệu âm thanh thì nó sẽ qua hai cái phần đèn hai bên. Đấy, có chỉnh bass check, ba lăng, volume. Bên này thì các đường vào như AUX, tuner, phono, dưới này có đường tap. Máy thì rất là dày, size của dòng này là size 43, còn chiếc Diatone là size 42. Sony này nhìn rất là hầm hố luôn. Tiếng của máy rất là hay, công suất của nó là 110W. Hàng này là hàng sưu tầm, riêng về phần mặt tiền này thì long lanh, model khá là hiếm, Sony F60. Thì bác nào mà mua những sản phẩm thì bác cứ đọc mỗi cái model của nó để xuất đỉnh, check thì còn hay hết nhé. Sony F60, chiếc âm ly này thì xuất đỉnh đang bán mức giá là 3 triệu đồng. Về độ thẩm mỹ cũng như độ đẹp thì không có điểm chê. Dòng này thì chạy 4 xoá đan, nguồn của nó là nguồn xuyến, nguồn điện dung, hình thức rất là đẹp, đẹp như mới, mức giá là 3 triệu. Còn ở dưới này thì là hai chiếc âm ly của hãng Yamaha. Dòng này thì thương hiệu thì không nổi tiếng nhưng công suất thì khỏe mà ghép được nhiều loa, giá thì lại mềm. Chiếc âm ly Yamaha bên trên này là Yamaha AX700. Dòng này thì nó có cổng quang giải mã khi có tín hiệu âm thanh. Cái phần mặt của nó là mặt phai nhôm màu lông chuột, cho nên cái chữ của những dòng Yamaha nó sẽ hơi bóng một tí này. AX700 có cổng quang giải mã, chỉnh bass check đầy đủ trên máy, ba lăng nó lớp này. Đấy, volume công suất nó là 170W, cổng quang giải mã đến tận 2 bit, đấy là dòng rất là cao, 2 bit digital. Đấy, chiếc mi này thì đang có mức giá là 2,8 triệu đồng. Yamaha AX700 giá 2,8 triệu. Còn ở phía bên dưới là AX500 thì nó đàn em của 700, nhưng dòng này thì nó không có cổng quang, nó chỉ có mỗi chỉnh bát tép cầu loa, công suất thì đều như nhau, chạy 4 xoá than, công suất của dòng này cũng là đều là 170W. Thì dòng Yamaha AX500 có mức giá là 2,4 triệu. Chiếc AX700 này là 2,7 triệu, AX500 là 2,4 triệu. Tổng quan thì nó rất giống nhau, nó chỉ khác là đời nó nên chênh nhau hai số thôi, 500 và 700. Đây là phía đằng sau, toàn bộ nhà hàng đã được test cũng như kiểm tra hoạt động hoàn hảo hết rồi, tiếng rất tốt. Sony điện 100 công suất 110W, Diatone 70W, Yamaha 170 cổng quang, dưới cũng là 500 170. Tầm này thì nó có cái đường Prius. Đây là 10 chiếc âm ly mà Xuân Đỉnh vừa giới thiệu chi tiết. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ theo số điện thoại của Xuân Đỉnh trên bảng là 0395 727 582. Cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42, đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xuân Đỉnh xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin kính chào.